Xin chào các anh chị, xin chào các bạn. Tiếp nối cái chuỗi chương trình về chia sẻ về những cổ phiếu tăng trưởng và những cổ phiếu blue chip mà được thị trường quan tâm thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích triển vọng cổ phiếu của cổ phiếu Pau, chính là cổ phiếu nhiệt điện dầu khí. Đây là một trong những cổ phiếu của vốn hóa rất lớn tại thị trường chứng khoán Việt Nam và Xét về tổng tài sản thì đây cũng là một doanh nghiệp cực kỳ lớn và rất nhiều người đánh giá là cổ phiếu này có cái mức độ an toàn cao rồi có tình hình tài chính lành mạnh. Thì chúng ta sẽ cùng đi xem là hiệu quả hoạt động của Pau như thế nào và triển vọng của Pau trong tương lai ra sao. Thì như trên màn hình thì mọi người đang xem nó chính là những thông tin cơ bản về cổ phiếu Pau trên trang CafeF thì cổ phiếu của số lượng cổ phiếu của doanh nghiệp này rất lớn nha anh chị nó là khoảng 2 tỷ cổ phiếu này tức là vốn điều lệ của nó là khoảng 20.000 tỷ là cực kỳ lớn đó một doanh nghiệp mà cái tầm sai tầm ở Việt Nam bởi vì doanh nghiệp có cái vốn điều lệ 1 tỷ đô ở Việt Nam cũng không không nhiều đâu đặc biệt là những doanh nghiệp mà được niêm yết trên sàn thì đầu tiên chúng ta sẽ chúng ta sẽ vào những cái mục phân tích chính thì cũng giống như một số video trước thì có bốn cái nội dung chính để chúng ta xét xem là cổ phiếu Pau là chúng ta có nên đi sâu vào chúng ta phân tích hay không nếu mà thỏa mãn ít nhất là hai trên bốn yếu tố này chúng ta sẽ phân tích thêm về cổ phiếu Pau và đặc biệt là cái cổ cái ừ, chỉ tiêu thứ tư này nó chính là triển vọng tương lai của cổ phiếu này thì là chúng ta sẽ Chúng ta sẽ biết là, là PAU có triển vọng tốt hay không bởi vì chúng ta đầu tư vào cổ phiếu thì chúng ta hiện tại có thể là chưa tốt hoặc là đang ở mức trung bình nhưng mà triển vọng cho tương lai của doanh nghiệp sáng sủa và có nhiều cái yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận thì cái yếu tố số 4 này là yếu tố quyết định và cũng là yếu tố quan trọng để chúng ta có cân nhắc là có nên đầu tư vào doanh nghiệp hay không. Thì trước tiên là chúng ta sẽ cần nắm được cái kết quả kinh doanh 4 năm gần đây. Đây chính là quá khứ của doanh nghiệp và nó nói lên cái việc là ban lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động điều hành doanh nghiệp thế nào, rồi ngành kinh doanh của doanh nghiệp đang ra sao. Và rất nhiều thứ khác nó nói lên trong cái các cái thông tin tài chính này. Và từ năm 2016 đến năm 2019 là 4 năm thì lợi nhuận sau thuế của Pau thì tăng khá là đều, ví dụ từ 2016 là 1.500 tỷ này, 2017 là 2.600 tỷ này. 2018 thì cái này là 500 tỷ nhưng mà như em đã xem thì cái 500 tỷ này nó chưa chuẩn bởi vì chúng ta cần đi vào cái báo cáo của 2018 là từ ngày mùng 1 tháng 8 à từ ngày mùng 1 tháng 1 2018 đến 30 tháng 6 2018 và hai cái này nó tách ra thì bên cà phê họ tổng hợp mỗi cái này thôi là chắc là họ chạy Excel thì nó auto lấy cái cột này vào thì thực tế ra thì năm 2018 cộng lại hai cột này với nhau thì là bao lãi khoảng 2002 2003 thì cũng đang bị suy giảm một chút so với 2017 và 2018 thì là tăng lên khá là mạnh là 2.800 tỷ thì chia ra IPS bởi vì nếu cái kinh nghiệm mà em cũng chia sẻ cho mọi người rất nhiều rồi là những doanh nghiệp tăng trưởng đều và không có quá đột biến, không lãi nhiều quá, không lỗ nhiều quá hoặc không suy giảm nhiều quá thì chúng ta có thể thể dùng định giá theo phương pháp PE. Đây chính là PE của Pau là năm là PE 4 quý gần nhất thì đang là là 10 chấm và chúng ta thử chia 2019 xem 2008 này. 2008 chia 2003 cũng hơn một một chút. Thì thì cái mức giá với cổ phiếu Pau như này được đánh giá là đang khá hợp lý. Chúng ta chưa xét đến cái triển vọng tương lai nhé, mà chúng ta mới chỉ xem những cái thông tin như vậy cơ bản như vậy và triển vọng tương lai thì xét cái theo cái PE như, như này thì triển vọng tương lai của Pau đang tăng trưởng với cái PE này thì khoảng dưới 10 dưới 2 chữ số thì là sẽ là hợp lý. Đó thì là cái nhóm nội dung cái chỉ tiêu thứ nhất chúng ta xem là kết quả kinh doanh 4 năm trở lại đây thì ở mức trung bình chứ chưa có gì nổi bật và thường một số cổ phiếu thì có những giai đoạn cũng bình bình như Pau và sau đó có một cái điều kiện thuận lợi có dự án mới triển khai hoặc là có ban lãnh đạo thay đổi hoặc là có sự thay đổi về chính sách hoặc là rất nhiều yếu tố khác thì cổ phiếu doanh nghiệp và doanh nghiệp Uh, có hoạt động kinh doanh nổi bật lên và tăng trưởng rất mạnh trong những năm tiếp theo thì đây chính là cái tiền đề thì cũng có thể đây là một cái điểm mà chúng ta có thể an tâm ở cái tiêu chí số 1 sang cái tiêu chí số 2 là cái hiệu quả hoạt động của PAU thì uh, như em đã tổng hợp đây thực ra đây là đi góp nhặt trên cái báo cáo thường niên của PAU năm 2019 thì đây là các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của hai, 2019 của cổ phiếu PAU thì có một cái điểm mà chúng ta thấy rất là xấu của Paul đó chính là cái nhóm này nhóm này rất là xấu chúng ta nhìn nha nhóm về ngành thì những cái chỉ tiêu này thì nó xét theo về ngành thì thì có thể nó sẽ thấy, nó sẽ đặc thù của mỗi ngành ví dụ như là thanh toán ngắn hạn như này thì đang hơi kém này là được 0.94 thôi thường là trên một thì mới tốt thì chúng ta xét được một cái này thôi còn chỉ tiêu về cơ cấu vốn thì chúng ta cũng xét là năm ba bốn bảy cũng không vấn đề gì nhưng mà các cái chỉ tiêu về năng lực hoạt động thì chúng ta sẽ tùy đặc thù ngành thôi chúng ta cũng không thể xét được uh, riêng lẻ một doanh nghiệp uh, như này mà muốn đi sâu khi mà chúng ta thấy Pau OK là một doanh nghiệp tốt và có có cái tiềm năng tăng trưởng chúng ta sẽ nghiên cứu sâu về cái này còn xét riêng về cái chỉ tiêu sinh lời thì cổ phiếu Pau đang rất là kém này thứ nhất là ROE này chỉ có 8.5 hoặc 9.67 thôi nó chỉ hơn gửi tiết kiệm ngân hàng một chút thôi tức là chủ doanh nghiệp đầu tư và vận hành doanh nghiệp này mà một năm lãi gì với cái số tiền người ta bỏ ra thì tài sản dòng của doanh nghiệp bỏ ra thì nó chỉ được 8 đến 9 phần trăm thì là cái hiệu quả nó quá thấp và vì đó là thằng ROA cũng rất thấp ROA tổng tài sản này tức là tổng tất cả các tài sản của doanh nghiệp cả tiền của chủ doanh nghiệp và tiền của đi vay thì là rất thấp này, anh chị nhìn xem cái chỉ tiêu này rất thấp có 3.85 với 5.02 thì những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thì cái chỉ tiêu này không bao giờ thấp đến mức như này đâu. Bởi vì một đồng tài sản họ tạo ra, kể cả đó là tiền hay đó là tài sản cố định hay là tài sản vô hình hay là hàng tồn kho thì họ cũng rất tối ưu với cái việc là ROA nó phải cao và theo như cái tiêu chuẩn của em và em cũng thấy là rất nhiều nhà đầu tư thành công họ đã đưa ra một con số là khoảng từ 7 đến 8 phần trăm nhưng mà cái chỉ tiêu này nó khá là thấp này đặc biệt là thằng ROE là cực thấp này đây là một cái nguy hiểm và đây là một điểm trừ của bao một điểm trừ rất lớn về bao về chỉ tiêu khả năng sinh lời bởi vì cái này nó nó chính là kết quả cuối cùng mà tổng hợp từ rất nhiều thứ về ban lãnh đạo này về mô hình kinh doanh rồi quản trị rồi rủi ro ngành rồi tăng trưởng ngành rồi mức độ cạnh tranh ngành rồi đặc thù ví dụ như thằng pau chúng ta có thể biết là đây là doanh nghiệp về điện lực dầu khí thì có thể là nó liên quan đến evn và liên quan đến nhà nước ví dụ như là nhà nước sẽ khống chế một cái mức uh, mức nào đó mức tức là mức biên lợi nhuận hợp lý ví dụ khoảng tầm từ 10 đến 15 phần trăm chẳng hạn với một số doanh nghiệp nó đã, đã có trường hợp như vậy và ngoài ra thì đây là doanh nghiệp, anh chủ, chị chú ý đây là doanh nghiệp nhà nước nhé, tập đoàn dầu khí Việt Nam. Đây cũng là một cái yếu tố để dẫn đến cái chỉ số ROA và ROE cực thấp như kia là chủ cổ đông lớn và chủ thực sự của PAU đó chính là tập đoàn dầu khí Việt Nam là mang tính chất nhà nước. Và chính vì vậy việc hoạt động quản trị và kinh doanh của doanh nghiệp nó sẽ kém hiệu quả hơn các doanh nghiệp tư nhân đó thì thì đó là một cái một trong những nguyên nhân những yếu tố là hiệu quả hoạt động của bao đang khá là kém và trong khoảng 4 năm trở lại đây thì 3 năm trở lại đây ví dụ từ 2017 là 18 19 thì bao không tăng trưởng quá mạnh và chỉ tăng trưởng hình chữ V và nói chung là cũng không có biến đổi gì nhiều đó thì tiếp theo chúng ta sẽ xem cái thông tin tài chính của quý 2 2020. Thì thứ nhất là anh chị nếu mà anh chị là người nghiên cứu sâu một chút thì chúng ta sẽ cần xem xét là cái tài sản của Pau này bởi vì đây là một doanh nghiệp sản xuất mà. Đặc biệt là một doanh nghiệp sản xuất điện. Điện thủy điện có cả có cả thủy điện, có cả nhiệt điện thì chủ yếu là nó sẽ sinh lời từ tài sản dài hạn này. Từ cái tài sản dài hạn này thôi, còn nhìn như này thì phải thu của Pau là hơn nhiều này, chắc là từ cái nhóm EVN nhưng mà chúng ta nhìn chủ yếu là tài sản dài hạn này những doanh nghiệp sản xuất thì tài sản dài hạn mới là quan trọng tài sản dài hạn và hàng tồn kho thì hai cái đấy nhưng mà nhìn quan trọng nhất là vẫn là hệ thống các cái nhà máy thủy điện và nhiệt điện của Pau thì năm được từ đầu năm đến bây giờ không tăng trưởng gì anh nhìn thấy không từ năm năm đến năm bảy là tăng có 2.000 tỷ đó rất ít và 2019 cũng vậy 2019 so với cả 2018 này thì là năm 8 năm năm thì đang suy giảm này thì chứng tỏ là Pau không có hoạt động đầu tư gì mới cả đấy thì các cái thông tin này thì mình xem thêm luôn nợ phải trả với vốn chủ sở hữu xem thêm thôi không có gì cả thế nên là tình hình bây giờ là Pau, à mình xem thêm cái lợi nhuận năm nay nhá năm nay thì là khoảng nghìn sau thuế công ty mẹ nghìn ba thôi được 1 nghìn thôi cũng không tăng trưởng không tăng trưởng quá nhiều so với cả hai 2019 cả. Thế nên là chúng ta đã thấy một bức tranh, những cái thông tin vừa rồi, rồi đã cho chúng ta thấy cái bức tranh về tình hiện tại của Pau thì đang là ở mức gọi là mình để số 0 đi, để số 0 đi, tức là mức trung bình, không tăng cũng không giảm. Và định giá của Pau thì như đoạn đầu em đã nói rồi thì Pau là một doanh nghiệp mà tăng trưởng chậm trong 3 năm trở lại đây, thậm chí 2018 còn suy giảm thì chúng ta có thể định giá nhanh theo PE được. Tức là anh chị những cổ phiếu mà có mức tăng trưởng mà từ 0 đến 15% trong vòng 3 4 năm liên tiếp ấy, thì chúng ta có thể định giá theo PE được. Định giá nhanh như vậy nó còn khi mà chúng ta đi sâu và phân tích thì chúng ta sẽ phải dùng những cái phương pháp định giá nó chính xác hơn bởi vì PE chúng ta định giá nó sẽ bị hay bị bị phòng hay bị đẩy cao cái 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 hiện tại những cái mà, mà doanh nghiệp đã làm được hoặc là trong một hai năm tới doanh nghiệp đã làm được chứ không chúng ta không có góc nhìn về doanh nghiệp trong 3 5 5 năm hoặc 10 năm tới thì tạm thời chúng ta định giá theo PE thì là Pau đang ở mức giá hợp lý. Thậm chí có thể nói là cao hơi cao so với một doanh nghiệp so với cái khoản đầu tư. Tất nhiên là Pau là một doanh nghiệp lớn thì PE là 10 thì cũng có thể cũng có thể chấp nhận được. Đó thì đó chính là tình hình hiện tại về định giá thì định giá thì mình cũng cho thêm số 0 vào tất nhiên là nhìn bao như này thì nó cũng đỡ đỡ xấu rồi có mỗi cái hiệu quả động này là đang rất là kém cuối cùng là triển vọng tương lai nhá triển vọng tương lai thì doanh nghiệp một doanh nghiệp kinh doanh điện nhiệt điện và thủy điện thì à, cái cái yếu tố để doanh nghiệp tăng trưởng mạnh nó chính là doanh nghiệp có những cái dự án về thủy điện và nhiệt điện mới và cái dự án đó phải đóng góp tỷ trọng tăng trưởng nó phải cực kỳ lớn ít nhất là ba một năm thì theo đó là tiêu chí của em thì nhìn vào 2010, 2019 đây 2020 thì không có hoạt động đầu tư gì cả. Anh chị nhìn tổng tài sản tăng có 2.000 tỷ thôi, không có hoạt động đầu tư gì cả. Và check lại kỹ hơn là 2010, à, cuối năm 2019 và đầu năm 2019 có nghĩa là cuối năm 2018 thì doanh nghiệp này thậm chí còn giảm tài sản đi 2.000 tỷ, 3.000 tỷ. Đó thì, thì thì anh chị chú ý là không có hoạt động gì. Check kỹ hơn. Cái này chắc những anh chị mà làm về đầu tư lâu thì anh chị mới biết được. chi kỹ hơn thì xem cái báo cáo kế hoạch phát triển tương lai. Đây là những cái quan trọng doanh nghiệp, và lãnh đạo chuẩn, ban lãnh đạo xịn thì phải phải biết, phải đưa ra kế hoạch phát triển trong tương lai rõ ràng và có những dự án rất rõ ràng chứ không như một số doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhà nước thì đưa ra là năm nay chúng ta sẽ phải phấn đấu cái này, cái này đảm bảo cái kia nhưng mà nó không có một cái cái con số cụ thể, không có một cái dự án cụ thể không chỉ mặt đích danh bất cứ cái gì cả thì thì thằng Paul đang cũng đang như vậy. vậy là nhìn cả đống này anh chị nhìn thấy kế hoạch rất rất nhiều rất dài nhưng mà nó rất là chung chung chỉ mặt mấy doanh nghiệp này nhưng mà cũng không có những con số gì cả à, thì có một cái chú ý là công tác đầu tư xây dựng thì Paul đang có làm chuẩn bị làm cái dự án nhà máy nhiệt điện nhân trạch 3 và nhân trạch 4 nhưng mà nó là đầu năm 2021 cơ Thế nên bây giờ là, là tháng 8 2020 chúng ta cũng còn rất nhiều thời gian chúng ta cũng không không kỳ vọng được vào cái dự án này bởi vì nó còn chưa khởi công bây giờ vẫn đang nằm trên giấy đó thì xuống dưới này thì còn thêm cái cơ sở xây dựng các chỉ tiêu này. đây là những con số những cái điều số hóa về cái kế hoạch ở trên thì năm nay thì các cái chỉ tiêu này nó cũng đều đều như năm trước thôi không có gì cả để doanh nghiệp là đưa ra kế hoạch rất khiêm tốn này lợi nhuận sau so thuế trên vốn chủ sở hữu được có 7,2% này. này cũng như này là quá kém có kèm đến một doanh nghiệp mà đủ tham vọng mà một doanh nghiệp mà anh chị thấy thấy có thể phát triển đầu tư tin tưởng đầu tư chung và dài hạn được thì như này là khá thấp đó thì thêm nữa là kế hoạch đầu tư xây dựng năm nay thì không có gì nhiều nó chỉ có 700 gần 800 tỷ thôi nó rất là ít so với quy mô của doanh nghiệp là bây giờ khoảng tầm 2 đến 3 tỷ đô thì thì, thì đối với cái mức đầu tư như này là quá đã ít không thể kéo doanh nghiệp tăng trưởng mạnh được và đây là kết kế hoạch giải ngân thì cũng không có gì cũng chính là cái con số trên kia thôi đó thì chúng ta không thấy có một cái điều gì mới về doanh nghiệp này thì thì chúng ta đã có thể kết luận là cái triển vọng tương lai của doanh nghiệp nó đang vẫn đang đi ngang không có gì nổi bật chị đã chút đây rồi ở trên đây thì chúng ta sẽ để cái triển vọng cái tương lai trong vòng 6 đến một tháng đến một năm tới nữa chúng ta sẽ để số 0 và đây là đồ thị của pau nếu mà anh chị có duyên hoặc là có khả năng lướt sóng thì anh chị có thể lướt sóng kiếm lợi nhuận doanh nghiệp này còn về đầu tư thì chắc chắn là em sẽ không đầu tư cổ phiếu pau bởi vì uh, các cái tiêu chí bốn tiêu chí vừa rồi thì không thỏa mãn những yếu tố quan trọng nhất thế nên là em sẽ không đầu tư còn tất nhiên là về hoạt động mà anh chị đầu cơ lướt sóng thì thì có thể là lãi 10 20 phần trăm hoặc 30 phần trăm nhiều hơn nhưng mà có rủi ro và cái việc mà chúng ta đầu tư những cổ phiếu mà chúng ta đi theo phương pháp pháp lớp sóng ấy thì nó tất nhiên nó sẽ có rủi ro và biết đâu năm nay Paul nó lại suy giảm thêm về lợi nhuận bởi vì uh, anh chị chú ý là nếu mà anh chị xem đồ thị những doanh nghiệp uh, không tăng trưởng hoặc tăng trưởng chậm trong tương lai ấy, thì khả năng cao là là xu thế của nó sẽ là xu thế đao chen đao chen như đây như nhìn pau này này 2019 là 2019 2020 này không tăng trưởng được mấy là anh chị mua ví dụ anh anh chị canh được những cái điểm thấp như ví dụ, từ 14 làm lên đến 16 17 đã phải bán này lãi rất là mỏng và nếu mà đen năm uh, năm uh, cuối gần cuối năm uh, 2019 này à, uh, gần uh, đúng là gần cuối năm 2019 anh chị mua và dính đúng đoạn này thôi là anh chị không thể bán được giá cao nữa mà sẽ phải dính một quả đào chen rất mạnh từ 13 về xuống à. thì đó là một cái nguy hiểm anh chị chú ý là cái nguy hiểm khi mà anh chị đầu tư vào những doanh nghiệp không tăng trưởng hoặc tăng trưởng rất chậm thì giá cổ phiếu rất dễ rơi vào đào chen thị trường nó đã chán rồi mà thị trường chán và đội lái hoặc là những cái đội tạo lập họ sẽ họ sẽ buông cổ phiếu dần ra và anh chị mua thì mua mà ăn may thì những được những cái nhịp như này này không thì mà dính đúng cái đợt mà thị trường giảm nhiều như như năm 2020 này thì anh chị sẽ bị kẹp rất lâu còn những cái cổ phiếu tăng trưởng ấy thì nó cái việc mà anh chị bị kẹp ấy anh chị mua mà mua vùng giá thấp mà bị kẹp ấy thì nó chỉ là câu chuyện xuất hiện trong vài tháng thôi bởi vì khi mà doanh nghiệp tăng trưởng mạnh trở lại thì giá cổ phiếu nó sẽ kéo lên bởi vì lợi nhuận nó đã tăng theo rồi thị trường nó sẽ ào à vào những doanh nghiệp mà có lợi nhuận tăng và lợi nhuận lớn đấy thì đấy là chia sẻ của em về cổ phiếu pau nói riêng và những cái cổ phiếu khác mà tăng trưởng hay không tăng trưởng thì anh chị có thể là lấy đó làm kinh nghiệm hoặc là những cái ý kiến tham khảo và cái chia sẻ về cổ phiếu Pau ngày hôm nay em xin được kết thúc tại đây anh chị nào có những câu hỏi gì hoặc là có muốn trao đổi gì thêm có thể comment phía bên, bên dưới và nếu mà anh chị có quan tâm thêm cổ phiếu nào có thể comment hoặc là inbox trực tiếp đến Zalo của em em để thông tin ở bên dưới thì để chúng ta sẽ trao đổi riêng hoặc là video video đó cổ phiếu đó mà hay thì em sẽ up public lên cho tất cả mọi người cùng xem và xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe cộng chuông ở giữa màn hình. Nếu cần hỗ trợ về tư vấn đầu tư, các bạn có thể liên hệ tới mình theo những thông tin mô tả bên dưới video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những chủ đề tiếp theo.